Thẻ JCB Vietinbank tiểu siêu dễ, ưu đãi cực nhiều. Thẻ JCB của Vietinbank có hai hạng thẻ gồm: thẻ Vietinbank JCB Vietnam Airlines Platinum, thẻ Vietinbank JCB Ultimate Vietnam Airlines, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Sở hữu thẻ ngay và nhận ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ Vietinbank. Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. Hoàn phí thường niên các năm tiếp theo khi chi tiêu tích lũy từ 30 triệu đồng một năm với thẻ Vietinbank JCB Vietnam Airlines Platinum. Miễn phí thường nguyên năm đầu lên đến 6 triệu đồng cho khách hàng ưu tiên mở thẻ Vietinbank JCB Ultimate Vietnam Airlines. Tận hưởng ưu đãi gốc, khách sạn, resort, phòng chờ thương gia, ẩm thực dễ dàng. Chỉ cần truy cập mục ưu đãi, khuyến mại trên ứng dụng Vietinbank iPay. Giảm tới 2 triệu đồng trên một lượt chơi gốc. Chiết khấu tới 35% khi đặt phòng tại khách sạn 4-5 sao. Ưu đãi cộng giảm, nâng hạng bông sen vàng Vietnam Airlines khi chi tiêu qua thẻ. Đặc biệt, khi mở thẻ Vietinbank JCB Ultimate Vietnam Airlines, chủ thẻ còn được tặng thẻ Accor Plus Traveler và hưởng quyền lợi đặc biệt về ẩm thực, đặt phòng tại hơn 20 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không chỉ các ưu đãi dài hạn của sản phẩm, trở thành chủ thẻ JCB, khách hàng còn thường xuyên được tham gia các chương trình khuyến mãi hàng năm của Vietinbank, JCB và Vietnam Airlines. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.